Khi mà mọi người đi vào bên trong đám ma hoặc là đám tang á, thì mọi người nhất định phải để điện thoại của mình ở cái chế độ im lặng nha. Tại vì nhiều khi cái bản nhạc chuông của mọi người. Ô vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thiệt tươi.